Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Hoàng Thùy phải nộp phạt 2.000 USD ở sân bay. Á hậu Hoàng Thùy cho biết cô mang theo 9 vali cùng 3 kiện hành lý dẫn đến quá cân nặng và phải nộp phạt tại sân bay. Tối 25 tháng 11, Hoàng Thùy đã lên đường đến Atlanta, Mỹ. Thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2019, HND và nhiều khán giả có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để ủng hộ tinh thần cho đại diện nhan sắc Việt Nam. Trong khi chờ đến sân bay, Hoàng Thùy quay video trò chuyện cùng khán giả trên trang cá nhân. Cô cho biết phải nộp phạt 2.000 USD khoảng 47 triệu đồng do khối lượng hành lý vượt mức cho phép. Á hậu mang theo tổng cộng 12 kiện hành lý bao gồm 9 vali với gần 100 bộ váy, áo và 3 kiện đựng trang phục dân tộc quà tặng cho các thí sinh Hoa hậu Hoàn Vũ. Đây là lần đầu tôi đi một mình và mang theo nhiều hành lý như vậy. Ban đầu mình cũng lo, đây cũng là một thử thách. Sang bên kia, một số anh chị người Việt sẽ đón mình tham dự cuộc thi có 10 ngày mà Thùy mang 9 kiện đồ. Chắc mỗi ngày mình sẽ mặc một vali, còn Thùy nói vui. Là đại diện sắc đẹp Việt Nam tham gia Miss Universe sau Hennie, Hoàng Thùy có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục lẫn phong cách trình diễn, giao tiếp ứng xử. Cô tâm sự cảm thấy vui vì sắp chạm đến giấc mơ của mình. Trước đó, Hoàng Thùy chia sẻ cô hơi tiếc khi cuộc thi Miss Universe năm nay chỉ diễn ra vỏn vẹn có 10 ngày. Cô muốn có thêm thời gian để làm quen với những thí sinh khác, song Hennie lại ủng hộ lịch trình này bởi lịch thi dài ngày có thể lại là bất lợi. Hoàng Thùy bị giảm cân, căng thẳng. Khi nghe thông tin 10 ngày, Hen thấy hạnh phúc. Hen chỉ lo về cân nặng của chị. Tặng người của chị Thùy rất dễ sụt cân. Hy vọng chị nghỉ ngơi nhiều hơn. Dù fan thấy buồn, cho rằng 10 ngày thì làm được gì, nhưng với đại diện Việt Nam đó là cơ hội, cô nói. Trước ngày lên đường, Hoàng Thùy cũng gặp Hennie và Trương Thị Mai để lắng nghe những kinh nghiệm từ người đi trước. Hennie khuyên đàn chị nên trả lời ngắn gọn ở vòng phỏng vấn kín, vì mỗi thí sinh chỉ có 2 đến 4 phút để trình bày. Nếu giải thích nhiều, chị sẽ mất thời gian không được giao lưu với khán giả và ban giám khảo khác. Không gian đó rất căng thẳng, nhưng khi gặp họ, mình nhìn sâu vào ánh mắt của họ để nói chuyện. Top 5 Miss Universe 2018 chia sẻ kinh nghiệm. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.